Trúc Lâm Tam Tổ Huyền Quang thổi sáo trúc rất hay. Sau buổi thiền định, ngài rót vào không trung tiếng sáo trúc giặt diều huyền diệu vô cùng. Trước hiên chùa trắng vàng rát bạc cảnh hoa mơ, sáo trúc giặt diều buông tiếng ngọc, chim rừng tiếng nhàn ngẩn ngơ. Sắc thẳm hương đưa đóa cúc vàng, bụi trần không giấu tuổi thời gian. Bên hè gió lành chùm sao rùng, tiếng sáo đêm nào của Huyền Quang. Ngài Huyền Quang rất yêu các loài hoa, ngài yêu nhất là hoa cúc vàng. Bài thơ yêu hoa qua giọng ngâm nghệ sĩ Bảo Cường. Thoang thoảng hương đưa năm cành vàng, thoang thoảng hương đưa năm cành vàng. Loài hoa yêu nhất của Huyền Quang phiêu thoát lòng sư vào khi đóa cúc vàng đón thu sang. Bài thơ Thiền sư Minh Hành. Thiền sư người tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngài sang Việt Nam tìm đến Yên Tử, nơi có nhiều linh khí tu hành, đắc đạo. Ngày 25 tháng 3 năm 1659, ngài viên tịch tại Yên Tử. Bài thơ Thiền sư Minh Hành. Từ phủ Kiến Xương tỉnh Giang Tây, từ phủ Kiến Xương tỉnh Giang Tây, nhân duyên kiếp trước tại nơi này, thiền phái Trúc Lâm trời đất Việt, thiền phái Trúc Lâm trời đất Việt
Minh Hạnh, đắc đạo ám mây. Bài thơ Du Xuân nhắc đến công tử Trịnh Sài, con trai của Thái Bảo Công, sinh vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1606, có bài vị thờ ngài ở chùa Hoa Yên. Bài thơ Du Xuân qua giọng ngâm nghệ sĩ Bích Ngọc. Lập mơ